Chào các bạn, hôm nay tôi muốn chia sẻ với các bạn về một đề tài của di truyền học. Ý nghĩa của di truyền là gì? Di truyền học là nghiên cứu về tính di truyền. Di truyền là một quá trình sinh học, theo đó cha mẹ truyền một số gen nhất định cho con cái hoặc con cái của họ. Mọi đứa trẻ đều thừa hưởng gen từ cả bố và mẹ đẻ của chúng. Và những gen này sẽ biểu hiện những đặc điểm cụ thể. Di truyền là gì và ví dụ của nó? Di truyền, nghiên cứu khoa học về tính di truyền. Di truyền liên quan đến con người và tất cả các sinh vật khác. Vì vậy, có nhân di truyền, chuột di truyền, đùi giấm di truyền, v.v. Phân tử di truyền học. Nghiên cứu phân tử của di truyền học bao gồm đặc biệt DNA, mRNA. Di truyền học hoạt động như thế nào? Giống như nhiễm sắc thể, các gen cũng đi thành từng cặp. Mỗi bố mẹ của bạn đều có hai bản sao của mỗi gen của họ, và mỗi bố mẹ chỉ chuyển một bản sao để tạo nên gen mà bạn có. Các gen di truyền cho bạn xác định nhiều đặc điểm của bạn, chẳng hạn như màu tóc và màu da của bạn. Di truyền là gì? Tại sao nó lại quan trọng? Nó kỷ niệm việc hoàn thành dự án bộ gen người vào năm 2003. Dành thời gian để tìm hiểu về di truyền học có thể giúp bạn hiểu được sức khỏe của chính mình và đưa ra những lựa chọn lành mạnh. Các gen không hoạt động chính xác có thể gây ra vấn đề. Một nhóm các bệnh nhiễm hiếm gặp được gây ra khi một gen duy nhất ngừng hoạt động bình thường. Tại sao di truyền lại quan trọng như vậy? Giáo dục di truyền học rất quan trọng, vì trong suốt lịch sử, lĩnh vực di truyền học đã mang lại những lợi ích xã hội to lớn, chẳng hạn như xác định và điều trị bệnh tật, nhưng cũng được sử dụng để biện minh cho thảm kịch, chẳng hạn như việc cưỡng bức triệt sản và giết người trong phong trào yêu sinh của con người. Di truyền học quan trọng như thế nào đối với con người? Di truyền có thể giúp chúng ta hiểu lý do tại sao mọi người nhìn theo cách họ làm và tại sao một số người dễ mắc một số bệnh hơn những người khác. Di truyền học có thể giúp các chuyên gia chăm sóc sức khỏe xác định một số tình trạng nhất định ở trẻ trước khi chúng được sinh ra bằng các kỹ thuật như xét nghiệm trước khi sinh. Di truyền được truyền lại như thế nào? Các gen được truyền xuống trong nhiễm sắc thể của các gen được tìm thấy trên các sợi DNA dài hoặc gọi là nhiễm sắc thể. Hầu hết con người có 23 cặp nhiễm sắc thể. Vì vậy, chúng có hai bản sao của nhiễm sắc thể 1, hai bản sao của nhiễm sắc thể 2, v.v. Bạn nhận được một bản sao của mỗi nhiễm sắc thể từ mẹ bạn và một bản từ cha bạn. Lợi ích của di truyền là gì? Một số ưu điểm của xét nghiệm di truyền bao gồm kiến thức di truyền về nguy cơ ung thư của bạn, thông tin để giúp đưa ra các quyết định về y tế và lối sống sáng suốt, cơ hội giúp giáo dục các thành viên khác trong gia đình về nguy cơ tiềm ẩn, phát hiện sớm hơn làm tăng cơ hội đạt được kết quả thành công. Vai trò của di truyền trong y học là gì? Di truyền học có rất quan trọng không chỉ để hiểu nguyên nhân gây bệnh mà còn để nhận biết cách thức mà một cá nhân phản ứng với các liệu pháp cụ thể. Sự chuyển hóa thuốc tự nó nằm dưới sự kiểm soát của gen và tính nhạy cảm với các tác phụ trong một số trường hợp bị chi phối bởi các khuynh hướng di truyền. Thử nghiệm di truyền được thực hiện như thế nào? Các xét nghiệm di truyền được thực hiện trên một mẫu máu, tóc, da, nước ối, chất lỏng bao quanh thai nhi mang thai hoặc các mô khác. Ví dụ một quy trình gọi là Buscomere sử dụng một bàn chải nhỏ hoặc tăm bông để thu thập một mẫu tế bào từ bề mặt bên trong của má. Phạm vi trong di truyền học là gì? Người ta có thể theo đuổi di truyền học như một sự nghiệp bằng cách thực hiện các khóa học như cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ.
Di truyền học là một lĩnh vực rộng lớn và nó có khả năng ứng dụng trong nghiên cứu ung thư, đánh giá dị tật ở trẻ sơ sinh, dinh dưỡng, phân tích mẫu DNA, vân vân. Lĩnh vực di truyền học cho phép bạn làm việc trong y tế cũng như nghiên cứu khoa học. Tôn giáo có di truyền không? Nhìn chung, gần như tất cả các dân số sẽ có khuynh hướng di truyền đối với tôn giáo. Mặc dù một số hoặc nhiều người trong số này sẽ có cuộc sống thế tục. Rotten kết luận và nói, tỷ lệ người theo đạo từ bỏ đức tin của họ ảnh hưởng đến tỷ lệ dân số theo đạo cuối cùng. Nhớ subscribe hay đăng ký để xem video kế tiếp. Cảm ơn.